em sống một cái nơi không xứng đáng với em. Hay là mình bỏ trốn nha. Dạ, hợp đồng thì coi như xong anh nha. Tiền thì sẽ gửi cho anh hàng tháng. Ba là nhà vua, còn con là công chúa dễ thương. Ủa Dương, cảm ơn công chúa dễ thương.